Dạ xin chào cô chú anh chị quay lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Dung nha. Và hôm nay em về cho anh chị mẫu xe để anh chị đi chơi Tết và Noel là đúng bài luôn. Màu đỏ đặc trưng của Mazda luôn anh chị. Em giới thiệu đến anh chị 5 chỗ, gầm cao, thiết kế đẹp, công nghệ đầy đủ, giá thì lại vô cùng hợp lý luôn. Mazda CX-3 nha anh chị. Xe này 2022, lăn bánh mới có 12.000 cây, một chủ từ đầu biển Sài Gòn luôn. Đây anh chị đi qua bên này là mình xem cái form dáng của em nè, thiết kế đẹp cực kỳ luôn á anh chị. Đó, dòng Mazda thì rất là nhìn là ưng ý liền, không có chê vào đâu được về thiết kế ha, hiện đại trẻ trung. Mà xe này là 2022 và anh chị được trang bị cái động cơ mà Sky Actiger á anh chị, động cơ mới rồi. Đó, chạy êm hơn nè, bền bỉ hơn. Xe thì 2022 bảo hành tận 5 năm nên anh chị an tâm đi thoải mái luôn. Chủ trước còn chưa bóc ni lông mà nên là mình mua vẫn còn mùi xe mới luôn anh chị. Quanh xe thì nước sơn chưa một dặm một hạt sơn ngoài nha, nên nước sơn còn bóng loáng nè. Động cơ Sky Actiger ha, động cơ mới, thiết kế cái đèn mới rồi nè anh chị, mẫu 2022 rồi. Xe này mới có 12.000 cây, chưa một hạt sơn ngoài. Thì hôm nay em Dung đang chào với một mức giá rất là đẹp để anh chị sở hữu luôn, lăn quanh 500 thôi mà anh chị có chiếc xe nè, 5 chỗ nè, gầm cao, hiện đại, trẻ trung, thiết kế đẹp, option đầy đủ. Mà xe này thì đâu có khác gì xe mới đâu chị, sơn zin còn quanh xe mà. Đó, chưa bóc tem ni lông thì anh chị biết độ mới cỡ nào rồi. Mời anh chị cùng em đánh giá chi tiết nha, xem là còn mới cỡ nào nha. Và hiện tại thì bên em vẫn đang rất là cần thu thêm nhiều xe nữa để bán Tết, nên là giá cả linh động tốt nhất luôn nha anh chị. Thu mua tận nơi, không kỳ kèo, không chơi xe ép giá. Nên là mong là cô chú anh chị có xe đang cần bán nè, cần muốn đổi xe, để lại xe, thì xe đẹp là em sẽ thu cao hơn thị trường ít nhất phải từ 20 triệu. Mong là cô chú anh chị có xe hoặc là người thân bạn bè có, anh chị ưu tiên cho em Dung. Đó, em giới thiệu em mua được xe cũng có gửi cà phê cho anh chị lấy lọc cho nó vui nha. Rồi bây giờ mời anh chị cùng em xem qua là mười mấy ngàn cây thì có xi nhê gì với cái xe này không nha. Xin mời. Đó, form dáng Mazda thì đẹp khỏi phải bàn rồi anh chị. Nước sơn zin còn quanh xe thì xe này anh chị khỏi phải bận tâm về động cơ nha. Động cơ hộp số nguyên zin. Phần đầu xe to nè, tạo cảm giác thể thao. Và cái đèn này đèn mới nè anh chị, đôi mắt thiên thần à, kiểu vậy á, nhìn rất là đẹp luôn, nhìn cặp mắt là mê liền. Đó, đèn gầm dưới này, xung quanh không hề có vết xước xát nha. Anh xe này em được anh chị khách hàng ở ngoài Bình Tân á thương để lại cho em. Chất xe thì còn nguyên mới luôn, anh đi giữ rất là kỹ. Đó, dập nổi nè, thẳng tắp nguyên bản hết nha. Đèn trong veo, không hề đục bể hay ố vàng gì hết. Cả phần dưới này cũng vậy. Đây, phần nhựa này không thấy xước xát gì luôn. Và mặt ga lăng mới sáng trưng luôn á anh chị. Và cái thiết kế đèn của Mazda là nhìn là mê liền. Quanh xe mình thùng thẳng tắp nè, cái báo rẽ trên gương thanh mảnh làm rất là đẹp luôn. Đó, nước sơn đây, mối nối liền khích nè. Cái màu này, màu đỏ này, kiểu nó không quá tối, nó cũng không quá sáng, anh chị nhìn rất là sang, không một vết xước xát nha. Thiết kế mâm thì như cái hoa vậy, nhìn vừa mắt cực kỳ luôn anh chị. Vỏ Riston nha, zin theo xe nè, vân vỏ còn cỡ này nè anh chị. Đó, xe này về anh chị đi thôi chứ không có tốn chi phí gì thêm hết trơn. Quá đẹp. Đây, đĩa bố thắng bên trong nè, đều còn nguyên mới hết nha. Vỏ Riston luôn, còn vậy cui đi được nhiều lắm anh chị ơi. Xe này ưng ý là về mình chỉ có lấy đi thôi chứ phụ kiện tươm tất hết rồi, xe thì còn mới tinh nè. Em xin phép lướt nhanh keo chỉ nha, động cơ hộp số nguyên zin hết. Đây, nước sơn mà còn zin mà. Nè, cái phần tắp bi chỗ này là bằng nhựa nha, bằng da nha anh chị, nên êm mà nó phối màu nhìn rất là đẹp ha. Dạng cửa gió dạng tu bin tròn, nhìn rất là vừa mắt luôn ha. Xe này thì không có cửa sổ trời nha, bản này là bản deluxe nha anh chị. À, đây, ghế còn căng đét luôn, ngồi rất là êm luôn anh chị ha. Mọi chi tiết là còn mới nguyên hết nha. Đó, ni lông mà còn chưa bóc mà, phanh tay điện tử auto hold. Đó, màn hình zin theo xe, camera hành trình đầy đủ hết trơn. Anh chị nhìn cái tổng thể cái phần đầu xe nè, đó, khoang lái nhìn rất là mê luôn. Đây, chưa có một vết xước xát nào luôn, giữ rất là kỹ nha anh chị, quá đẹp. Rồi, đây, Mazda vuốt cái dáng xe nhìn là mê liền ha, mấy cái chi tiết này phối rất là đẹp. Đây, rồi, hàng ghế sau này thì mình ngồi được 3 người nha. Xe mặc dù là còn mùi xe mới, bên em cũng vệ sinh tách ẩm, khử mùi, diệt khuẩn, sạch sẽ, thơm tho, để anh chị an tâm mình sử dụng nha. Này, cái này là chất nỉ nên là ngồi nó không có bị nóng bức nha anh chị. Sàn cũng là sàn nỉ nguyên bản nha. Đây, bước lên bước xuống nè. Đó, rồi, quanh xe mình thùng thẳng tắp nè, vuốt cái form nhìn đẹp cực kỳ luôn. Gầm cao gọn gọn cho các chị rất là dễ đi. Đó, mâm không xước xát nè, mà cái mâm nhìn như cái hoa rất là đẹp. Đĩa bố thắng bên trong anh chị thấy nè, còn nguyên mới nha. Vỏ là tuần thứ 11 2022 nha. Đây, zin theo xe hết, còn cao đi được nhiều lắm. Form dáng nhìn nó chắc nịch à. Rồi, đèn mới anh chị nè. Đó, thiết kế nhìn mê liền.
đó, dập nổi thẳng tắp, nhìn cái xe nó chắc nịch. Mà thích nhất là được cái động cơ mới rồi, Sky Active G ha, CX3, một phiên bản mini của CX30. Đây, cái cốp ở đây nè anh chị, đó. Đây, form hatchback nhìn rất là dễ thương. Đây, chủ trước cũng đã có cái tấm lót cốp rồi, để đồ cho nó sạch, không có bị hôi nha anh chị. Đây, như thế này, sơ cua nè, đó. Chưa chạm đất nha, mở cái này lên còn mùi mới luôn, còn mùi nhựa luôn ha. Xung quanh này thì nguyên bản đeo xe hết, dập nổi nguyên thẳng tắp luôn. Đèn thì quá đẹp khỏi phải bàn rồi nha. Đó, xe này là nhập khẩu Thái Lan nên anh chị cũng cứ yên tâm về cái độ bền nha. Xe Nhật bền bỉ lành tính, đi tiết kiệm lắm. Rồi, anh chị ngó qua cái gầm giúp em nè. Đây đó, xe đã đi ít rồi mà chủ còn giữ kỹ nữa nên cái gầm rất đẹp luôn đó. Nhìn hai ống xả nhìn thấy cưng lắm anh chị nè. Form nè, đó, rất là vừa mắt luôn. Hai bên ha, hai ống xả thể thao, nhìn cá tính lắm, đơn giản vậy thôi mà nhìn nó mê lắm, cũng không có chạy xước gì luôn. Đó, dấu son là còn cho anh chị đầy đủ hết nha. Đó, nước sơn mà còn zin mà, thì mọi chi tiết nó phải nguyên zin theo xe hết. Vỏ Riston ha, còn gì cui luôn, chắc nịch nè, anh chị coi cửa nẻo, đó, cảm giác nó chắc chắn, chắc tay nó đã lắm. Đây, từng chi tiết mà nguyên zin hết. Rồi, phía sau, đó, sạch sẽ tươm tất hết, cho anh chị lên ưng là chỉ có rước về thôi ha, chứ không có tốn chi phí dọn rửa hay là phải làm cái gì thêm nữa hết. Rất là đẹp luôn anh chị. Mở cửa thông minh bằng nút bấm thôi. Rồi, đây. Đây, kính là auto nè. Rồi, đó, phối, em thích cái chỗ này, phối màu nhìn rất là ưng mắt luôn. Cái ni lông ở đây chưa bóc luôn anh chị, vẫn còn luôn nha. Đó, thì ấu son là mọi chi tiết là nguyên zin hết rồi. Bước lên bước xuống chỗ này mà không có thấy xước xát gì là anh chị biết rồi đó. Nguyên bản hết, ghế này chỉnh cơ nha. Tubin rất là đẹp, ga tự động có luôn rồi nha anh chị. Để startup nè, camera hành trình, màn hình. Mà mấy cái thiết kế này nhìn nó tinh tế lắm. Từng chi tiết nè, đều còn nguyên mới hết luôn đó. Chìa khóa em cũng còn đủ ha, ni lông ở đây vẫn còn. Phanh tay điện tử auto hold thì những cái option cơ bản em thấy về đủ đi rồi anh chị. Khởi động lên nó còn mùi xe mới luôn mà. Vô lăng này đâu khác gì xe mới đâu. 12.000 cây. Đó, bảo hành hãng 5 năm hoặc 150.000 cây anh chị đi thoải mái luôn. Rất là đẹp luôn á anh chị. Đó. Rồi, nhìn lại giúp em không gian nội thất nè. Đó. Rồi em mời anh chị ra xem cái khoang động cơ nha. Dạ đây anh chị, động cơ hộp số nguyên zin nè. Cabo chưa ra nè. Cái phần nắp cabo khá là to ha, do cái phần đầu xe nó dài á. Nên nhìn nó chiến cực kỳ luôn anh chị. Nhìn đã cảm giác nó trẻ trung, nó thể thao lắm. Rồi khung xương máy móc dưới này dấu son nguyên bản nè. Đó, anh chị nhìn nè, y chang như xe mới luôn. Đó, máy móc mà mới nguyên zin hết. Đó, dấu son là còn đầy đủ ha. Khung xương liền lạc. Nói chung là cái xe này không khác gì xe mới hết anh chị ơi. Tiết kiệm cho anh chị khá là nhiều, phụ kiện thì lên đầy đủ rồi. Dạ rồi, 5 chỗ, gầm cao, hiện đại, trẻ trung. 22 Mazda CX-3 2022, lăn bánh mới có 12.000 cây, bảo hành hãng tận 5 năm cho anh chị đi thoải mái luôn. Xe này thì 12.000 cây, nước sơn zin còn quanh xe thì anh chị biết là độ đẹp nó cỡ nào rồi nha. Màu đỏ này đi Tết, đi Noel là quá đúng bài luôn. Xe này thì em đang chào là lăn quanh 500. Đó, anh chị quan tâm, ưu tiên gọi cho em Thảo Dung, em hỗ trợ giá tốt nhất cho mình luôn nha anh chị. Rồi nếu mà anh chị thích gầm cao hơn thì em có đây, Corolla Cross, cũng là nhập khẩu Thái Lan luôn, 5 chỗ gầm cao mà của Toyota. Xe này bản 1.8G 2022 nhưng mà đăng ký 2023, bảo hành hãng còn cũng khá là dài. Và chiếc này thì em đang giảm 20 triệu cho anh chị luôn, là còn 690 triệu thôi. Xem xe em có hỗ trợ thêm thương lượng thêm nữa nha. Rồi đây, 7 chỗ gầm cao Toyota Rush 2021, xe này 42.000 cây, 40.000 cây, em đang chào là 535 triệu, biển tỉnh một chủ, biển Sài Gòn một chủ luôn. Xe Dona máy dầu bản full 2020, 75.000 cây, xe công ty xuất hóa đơn được luôn. Xe này thì có 860 triệu thôi, xem xe thương lượng mạnh. Rồi Fortuner máy xăng 2 cầu cao cấp nhất xe 2019, cũng xem xe có thương lượng nhiều nha anh chị. Xe này thì em chào 850 triệu, xem xe thương lượng. Còn Innova G thì hôm qua em bán rồi, em còn Innova E số sàn. Xe này 2021, lăn bánh được 2022, lăn bánh 57.000 cây, vẫn còn bảo hành hãng luôn, mang màu bạc, số sàn. Xe này thì 660 triệu nha. Land Prado nè anh chị, cá lăng nè, sáng nay thì có khách đặt cọc rồi, rất là nhanh luôn. Rồi đây là 7 chỗ gầm cao nữa nè, Avanza, xe này còn rẻ hơn chiếc Rút nữa. Cũng là 7 chỗ, số tự động, nhập khẩu Indo luôn. Xe 2020 nhưng mà mẫu mới 2021, em chào có 445 triệu thôi. Máy 1.5 số tự động nha, đèn phân tầng đẹp lắm anh chị. Màu trắng, xe này 42.000 cây,
445 triệu. Còn đây là Sedona 2018, nhưng mà mẫu 2020, mẫu y chang chiếc 2020 vậy đó, xe màu đen. Chiếc này 820 triệu thôi, máy dầu bản full luôn. Anh chị lên xem xe, em có thương lượng giá cực kỳ tốt cho mình nha. Rồi em đang sắp về thêm chiếc Suzuki Swift anh chị. Xe nhỏ nhỏ nhìn rất là dễ thương luôn. Xe 2019 thì anh chủ xe lăn bánh mới có 20 mấy ngàn, còn nguyên mới luôn, bảo dưỡng hãng đầy đủ, màu xám. Xe đó dự kiến em chào hơn 400 chút xíu. Rồi thêm một chiếc Kia Carren, xe 7 chỗ, số tự động màu trắng. Xe đó thì 2024 còn nguyên mới luôn, 10 mấy ngàn cây thôi. Xe đó dự kiến vào hơn 600. Em sắp về thêm một chiếc Fortuner máy xăng bản TRD đó anh chị, 2014. Xe đó nước sơn zin còn khá là nhiều luôn. Em đang cho làm đẹp xong em sẽ quay gửi đến anh chị liền. Đó, quan tâm mẫu xe nào anh chị nhớ ưu tiên gọi cho em Thảo Dung nha. Hoặc là có ghé qua showroom xem xe, nhớ giúp em là nói gặp Thảo Dung để em được đón tiếp và được phục vụ của chú anh chị. Bên em thì vẫn đang cần thu thêm nhiều xe nữa để bán Tết, nên mong là của chú anh chị có xe nhớ ưu tiên cho em. Xe đẹp là em sẽ thu cao hơn thị trường, ít nhất là phải từ 20 triệu, nên là giá cả linh động tốt nhất. Mong được có cơ hội phục vụ của chú anh chị. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.